Tần Tâm đã lâu không được trả bài, ngỡ ngàng nhận ra trên người chồng mình có mấy vết cào. Như lão chồng thông minh, ngang nhiên nói là do cô bồ ở bên ngoài cào. Tần Tâm làm nũng bảo chồng đưa cô ta về để kiểm tra xem. Xem ra bọn họ là một cặp vợ chồng rất yêu thương nhau. Anh ta tưởng thế là đã được giấu được cô, nhưng không ngờ cô đã bắt đầu nghi ngờ. Hôm sau, cô cố ý đến bệnh viện của anh ta để thể hiện tình cảm, tiện thể nghe ngóng xem có phải hôm qua anh ta tăng ca đến muộn như những gì anh ta nói hay không. Chúng tôi nào vất vả như bác sĩ Thẩm, hết ca phẫu thuật này đến ca khác, cái danh tay phẫu thuật số 1 không phải để chừng đâu. Được rồi, lại tâng bốc tôi quá rồi. Vợ, em mới họp với biên kịch xong, tiện đường đến để hỏi thăm người thân. Ồ, đúng là vợ anh, chu đáo thật. Vào phòng làm việc của anh đi. Thôi, em phải về viết kịch bản đây. Em biết anh bận rồi, chú ý nghỉ ngơi nhé. Anh biết rồi. Không thể không nói, anh ta đúng là gian xảo, đoán được vợ đã nghi ngờ mình. Nhưng anh ta không thể ngờ được, sữa tắm ở bệnh viện đã bán đứng anh ta. Lúc cô rời đi, vô tình phát hiện bệnh viện đã đổi sữa tắm. Mà dì lao công của bệnh viện lại nói, các bác sĩ chê mùi của loại trước đó quá nồng, nên năm ngoái đã đổi loại khác. Cô chợt nhớ lại lời chồng nói tối qua, thường thế phẫu thuật hết ca này đến ca khác, nên anh đã tắm ở bệnh viện. Biết được việc chồng lừa dối mình, cách làm bình tĩnh của cô khiến người ta nể phục. Khi chồng ngoại tình, so với việc phát tiết cảm xúc, chẳng thà giải quyết vấn đề. Luật sư Từ, chồng tôi ngoại tình rồi, bây giờ tôi nên làm thế nào? Đầu tiên, cô phải lẳng lặng thu thập chứng cứ ngoại tình của anh ta. Là cô ta hả? Liệu cô có giống người vợ trong chuyện giết chết anh ta không? Nhớ lấy, nhất định phải chụp được ảnh thân mật chính diện của chồng cô và người thứ ba. Chứng cứ càng nhiều càng có lợi cho cô. Đây không phải chồng mình, mình không thể nào nhìn nhầm được, chính là anh ta. Alo, chồng, vợ à, anh có ca phẫu thuật đột xuất, tối nay không về được rồi. Vâng, anh nhớ ăn cơm đấy. Ừm, được. Bắt được rồi. Cô ta phát hiện rồi à? Vậy có phải anh có thể ngửa bài rồi hay không? Giờ vẫn chưa phải lúc. Em nghe anh hết, em chỉ cần anh thôi. Tần Tâm không biết anh ta đã phát hiện ra, cứ đi theo rồi lại mất dấu. May mà cô đã có sự chuẩn bị, lắp máy theo dõi trên xe. Cô thuận lợi đuổi theo được xe của chồng. Thấy anh ta xuống xe, cô vội chụp ảnh lưu lại chứng cứ, nhưng phát hiện bóng lưng không phải anh ta. Lúc này anh ta đã lường trước được, gọi điện tới. Vợ, anh mới phẫu thuật xong có hơi đói, em có thể mang cơm khuya đến cho anh không? Được, lát em sẽ tới. Được, vậy anh ở viện đợi em nhé. Trong minh ngoại tình, nhưng mình không tóm được bất cứ chứng cứ nào. Anh có bồ bên ngoài à? Cái gì? Em phát hiện ra có son trong túi áo anh. À, ai? Con trai, son của mẹ rơi trong xe con rồi. Con nhớ giữ lại giúp mẹ nhé. Hôm qua mẹ đến thăm anh, lúc đi thì làm rơi trong xe, không ngờ lại suýt tạo thành thảm án gia đình. Đúng là màu mà mẹ hay dùng. Em xin lỗi chồng nhé. Không sao, anh biết em nghĩ nhiều như thế đều là vì yêu anh, quan tâm anh. Anh ta không thể nào mắc sai lầm cơ bản như thế, trừ phi anh ta đang cố ý thăm dò mình. Do em nhạy cảm quá rồi, có lẽ là do gần đây bận quá nên mới nghi ngờ đủ thứ. Nhưng vợ này, em tin anh được chứ? Vâng. Đàn ông luôn tự tin cho rằng bản thân có thể làm chủ tất cả. Xin chào, có người tố cáo ở đây bán dâm, mời anh xuất trình căn cước. Đồng chí cảnh sát, bạn tôi đến nhà làm khách, không phạm pháp chứ? Có thể là thông tin tố cáo sai lầm, xin lỗi vì đã làm phiền. Yên tâm, đối diện không có ai ở, camera đó chỉ để trang trí thôi. Đang yên đang lành sao lại có người tố cáo chứ? Hơn nữa, sao em biết nó chỉ để trang trí? Chứ cũng không thể là cô ta đã tìm đến đây chứ. Hơn nữa, chung cư này vốn cách âm không tốt, anh lại suốt ngày đêm đến, sáng sớm đi, khó mà không khiến người khác chú ý đến. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Video này không nói lên được gì hết. Chồng cô vô cùng cẩn thận, cô phải lấy được video, ảnh hoặc lịch sử trò chuyện chứng minh anh ta ngoại tình. Cô phải lấy được video, ảnh hoặc lịch sử trò chuyện chứng minh anh ta ngoại tình.
Điện thoại anh ta chẳng có gì hết. Ai tìm mình à? Cô Tần, ngày mai là cuộc tuyển chọn tác giả mới, cô có rảnh đến làm giám khảo không? Là cô ta à? Đương nhiên rồi, mai gặp. Cô Tần. Trùng hợp thế, cô cũng đến à? Nếu không tóm được chứng cứ anh ngoại tình, vậy thì tôi sẽ tạo ra cơ hội. Khi vợ và bồ cùng xuất hiện, đàn ông sẽ xử lý thế nào đây? Cô Tần, sách mới của cô sắp xong rồi nhỉ? Tôi rất vinh hạnh vì cô có thể tham dự. Nào, mời hai người đi theo tôi. Vợ, để anh qua bên kia lấy đồ ăn cho em. Ngồi yên nhé. Có những lúc đàn ông quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Cô tránh ra, đừng che camera. Không sao, để cô ấy ở lại đi. Cô Tần, không ổn lắm đâu. Sân chơi của người mới mà. Nào, chúng ta bắt đầu chụp thôi. Cô Tần, không ngờ là cô còn nhớ tôi đấy. Đương nhiên rồi, ấn tượng sâu sắc. Hôm nay cô Tần đúng là đẹp chấn động, chiếm hết spotlight. Tôi chỉ mặc đúng đồ, đứng đúng vị trí thôi. Đàn ông bẩm sinh đã có sự tự tin có thể cân bằng giữa hai người phụ nữ. Mau tránh ra. Nhưng thực tế thật sự như vậy sao? Anh, em không sao chứ? Cô Tần không sao chứ? Chồng, hả, anh xử lý vết thương giúp cô ấy đi. Anh là bác sĩ mà, à. Vậy đưa cô ấy đến phòng nghỉ trước đi. Phiền mọi người rồi. Anh sẽ quay lại sớm thôi. Bản năng nhào về cái hấp dẫn của đàn ông là không thể nào chiến thắng được. Anh đi cứu vợ anh đi, để em chết đi cho rồi. Nhưng em chết rồi thì anh phải làm sao? Nhớ lấy, nhất định phải chụp được ảnh thân mật chính diện của chồng cô và người thứ ba. Tận mắt nhìn thấy chồng mình thân mật với người phụ nữ khác, tôi thấy bản thân như một trò cười. Bồ của chồng đến tận nơi khiêu khích. Một cái tát không đủ thì hai cái. Cô định khi nào thì ly hôn với anh ấy? Chỉ cần anh ấy chịu ký tên, lúc nào tôi cũng có thể nhường chỗ. Được, vậy bây giờ tôi sẽ gọi cho anh ấy. Cô có tin nếu để anh ấy biết cô tới tìm tôi, anh ấy sẽ đá cô ngay không? Nhớ anh rồi à? Em có chuyện muốn nói với anh. Tối nay anh ở với em, được không? Anh đã nói là tối nay ở với cô ấy, tối mai qua với em rồi mà. Cô đừng tưởng cô rất quan trọng với anh ấy. Anh ấy không còn yêu cô nữa rồi. Ồ, nếu cô thật sự tự tin, người hôm nay đến tìm tôi nên là anh ấy, chứ không phải cô. Thanh niên phải học được cách nhẫn nhịn. Không thể ra ngoài ánh sáng thì nên ở yên đó, bởi vì một khi vượt quá giới hạn thì sẽ bị ném ra ngoài một cách vô tình đó. Tần Tâm, cô. 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 Ông xã, anh phải đưa Tiểu San an toàn về nhà đó. Ồ được, vậy phiền anh Thẩm rồi.
Ừm, cô Tần. Hẹn gặp lại. Chắc chắn rồi. Hai người bên nhau bao lâu rồi? Em nghĩ gì vậy? Chúng ta mới gặp có mấy lần. Cuối cùng là bắt đầu từ bao giờ? Em nói gì vậy? Anh không phải nói với em rồi sao? Lần trước cô ấy đến khám bệnh, đúng là có bày tỏ có ấn tượng tốt với anh, nhưng anh từ chối ngay lúc đó rồi. Anh từ chối rồi mà hôm nay cô ta tìm tới tận cửa sao? Sao em đổ oan người khác vậy? Vợ à, anh thề, trong lòng anh chỉ có mình em, tuyệt đối không có ai khác. Vợ à, sao giờ em thà tin người ngoài cũng không tin anh thế? Đương nhiên là em tin anh rồi. Chồng à, anh về rồi sao? Ừm, đây là tác giả mới Trịnh San. Ồ, trước đây từng gặp qua rồi. Cũng là tiểu tam của anh. Cô ấy tới hỏi em mấy vấn đề. Cảm ơn cô Tần đã chỉ. Vậy tôi về trước nhé. Ây, nếu chồng tôi về rồi, cô ở lại ăn cơm đi, Tiểu San. Được đó cô Tần. Vậy tôi xin được chỉ giáo cách bắt lấy dạ dày. Đàn ông, anh giúp em, sao có thể để khách ở đây chứ? Anh ở lại, nói chuyện với Tiểu San đi. Sao em tới đây, còn không phải tới gặp anh sao? Yên tâm đi, chúng ta không nói gì cả. Lần sau đừng có quậy như vậy nữa. Ăn cơm xong thì về đi. Mặt em sao vậy? Nóng quá đó. Nói chuyện xong rồi thì chuẩn bị ăn cơm thôi. Ừ, anh tới đây. Khoảnh khắc đàn ông ngoại tình cướp tài sản về tay là chuyện đầu tiên mà người phụ nữ phải làm. Cô Tần à, tài sản của cô đều do bác sĩ Thẩm xử lý, sao hôm nay cô tự mình tới đây vậy? Gần đây chồng tôi bận tranh cử chức phó viện trưởng, tiếp theo tôi sẽ tự tiếp quản. Có vấn đề gì sao? Thu nhập từ tất cả tiểu thuyết của cô sớm đã chuyển dưới danh nghĩa chồng cô rồi, lúc đó còn có chứng nhận người đại diện của cô ủy thác. Cô không biết sao? Tôi quá tin tưởng anh ta, mới để anh ta trắng trợn coi tôi thành kẻ ngốc. Em đang tìm gì đó? Chồng à, hợp đồng sách em xuất bản trước đó xảy ra chút vấn đề, nhưng em không tìm thấy nữa rồi. Sao thế? Không phải ở đây sao? May mà có anh, nếu không em lỗ nặng rồi. Em yên tâm sáng tác là được, những chuyện này cứ giao cho anh. Ừm, vậy em đi chạy deadline đây. Ừm. Chồng à, em muốn. Sao hôm nay em cao hứng vậy? Em muốn kinh doanh. Hả, cái gì? Nữ chính tiểu thuyết sau của em là nữ doanh nhân. Em muốn làm kinh doanh tìm cảm giác. Anh thấy sao? Kinh doanh không phải đơn giản như em nghĩ đâu. Dù em không làm nổi, không phải còn có anh sao? Anh chỉ thấy em không hợp thôi. Đương nhiên nếu em muốn làm, anh sẽ ủng hộ hết mình. Như vậy đi, đợi anh hết bận sẽ qua giúp em. Được, nghe anh hết. Alo, giám đốc Lý, hôm qua vợ tôi tới tìm anh, hình như rơi túi ở ngân hàng các anh rồi. Em xem khi nào có thời gian, tôi qua lấy. Anh Thẩm à, anh nhớ nhầm rồi, hôm qua cô Tần không có tới. Hôm nay tôi chưa từng tới. Tôi hiểu, tôi hiểu. Trước khi ly hôn,
tôi sẽ lấy hết mọi thứ thuộc về mình. Không có người đàn ông nào chấp nhận vợ mình đi tìm người đàn ông khác. Nói, người đàn ông đó là ai? Một người bạn thôi. Bạn á, anh gọi em hai mấy cuộc, sao em không bắt điện thoại hết pin tự động tắt? Em không những uống rượu, còn cùng anh ta uống tới giờ. Anh thường qua đêm không về, em cũng chưa từng hỏi anh ở đâu. Anh dựa vào cái gì không tin em? Đây, em tự mình xem đi, đây là cái gì? Anh theo dõi em. Em nói đi, em ở sau lưng anh làm cái gì? Nói ra anh cũng không tin, vậy em không có gì để nói cả, ngủ ngon. Còn chưa nói xong mà, em chột dạ phải không tần tâm, em đứng lại cho anh. Ai nói vợ và tình nhân không thể chung sống hòa bình chứ, trước lợi ích. Mãi không có kẻ thù, cô lại muốn làm gì? Tìm cô. Hợp tác. Em ra ngoài đây, buổi tối không cần đợi em ăn cơm đâu. Một khi nảy sinh nghi ngờ, tội danh đã thành lập. Đợi chút. Đây là cái gì? Sao em có thẻ phòng chứ? Thẻ phòng này không phải của em. Khi nào về em sẽ giải thích với anh. Em giải thích cái gì hả Tần Tâm? Em đừng mơ đi đâu hết. Có gì hay mà nói chứ? Nào bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện. Thẩm Chính Nam, anh điên rồi sao? Sau khi chồng ngoại tình, tôi tìm Tiểu Tam hợp tác. Cho nên cô bảo tôi giúp cô tinh kế Thẩm Chính Nam. Trên thế giới này, thứ duy nhất không phản bội cô chỉ có tiền mà thôi. Cô thông minh như vậy, chắc biết làm sao nhỉ? Được. Vậy sau khi xong việc, tôi muốn tài sản đó của anh ta. Chốt. Bác sĩ Thẩm, em rốt cuộc định khi nào ly hôn với cô ta vậy? Anh chưa từng nghĩ đến việc ly hôn. Ý anh là sao? Anh không phải nói anh chỉ yêu mình em sao? Anh yêu em, nhưng anh yêu vợ anh hơn. Chúng ta đến đây thôi. Thẩm Chính Nam, anh điên rồi à? Anh lại muốn chia tay với em. Ở cùng em là do anh nhất thời kích động, nhưng anh không thể mất đi vợ mình được. Cho nên kết thúc đi. Anh đừng đi, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Em không cần gì hết, đừng rời xa em được không? Em còn trẻ, còn rất nhiều lựa chọn. Thẩm Chính Nam. Thẩm Chính Nam, anh điên rồi hả? Cậu là chồng của Tần Tâm sao? Xin chào. Không ngờ dự án lần trước của cô có cách nghĩ bất ngờ không tưởng được, mới để chúng ta thuận lợi lấy được dự án tiếp theo. Chúc mừng. Vợ ơi, ây ra, em muốn kinh doanh thật thì nói với anh, em xem. Còn để chúng ta xảy ra hiểu lầm lớn như vậy nữa. Vậy anh đưa lại quyền xuất bản cho em đi. Như vậy chúng ta không hiểu lầm nữa. Tiền để chỗ quản lý tài sản rồi, giờ không lấy ra được. Vậy chúng ta thế chấp nhà đi. Chồng à, anh không phải nói ủng hộ em hết mình sao? Được. Hài lòng chưa vợ? Như vậy rồi xem ra anh còn có thể tiếp tục diễn. Nếu anh dám đi, em chết cho anh em. Cô nghe chưa? Không phải tôi không giúp cô, nhưng chồng cô cẩn thận lắm. Đã nói chia tay tôi rồi. Vợ ơi, em sao vậy? Không sao, chắc mùi cá tanh quá. Anh đỡ em đi nghỉ ngơi. Nào, mau ngồi xuống đi.
Vợ ơi, tháng này em tới chưa? Có thai á? Sao có thể như thế? Cô ta đã có thể đến tìm em để thu thập chứng cứ. Anh ngoại tình rồi. Anh chắc chắn đây không phải kế hoạch của cô ta chứ? Không chắc chắn. Ngày mai đưa cô ta đến viện anh khám sức khỏe. Cô ta không thể làm giả được. Vậy lỡ như cô ta mang thai thật thì sao? Anh sẽ bỏ rơi em sao? Không. Đợi đứa bé ra đời, sẽ giữ chân cô ta lại. Đợi anh thuận lợi lên làm phó viện trưởng, chúng ta cũng không cần e dè cô ta nữa. Vậy anh phải cẩn thận vào đấy. Đừng để cái thai giả của cô ta lừa anh. Chúc mừng hai người, em bé đã được 3 tuần rồi. Hơn nữa trông cũng rất khỏe mạnh. Tôi mang thai thật rồi sao? Vợ, sắp tới em cứ yên tâm dưỡng thai đi, không cần nghĩ ngợi gì hết. Đối với đàn ông dối trá thì phải dùng sự dối trá để đánh bại sự dối trá. Bác sĩ Thẩm yên tâm đi, Thẩm phu nhân khám sức khỏe, tôi đi theo toàn bộ quá trình, không có vấn đề gì hết. Vất vả cho cô rồi. Chồng. Ừm, để em giúp anh. Ai dô, không cần. Sau này em chính là nữ vương trong nhà, toàn bộ việc nhà sẽ do anh gánh vác. Em cứ ngồi đó đi. Từ giây phút người đàn ông này phản bội tôi, lấy lại tài sản là việc tôi buộc phải làm. Bởi vì nhà cửa là tài sản chung thuộc về hai người, cần hai người ký tên lên đây. Nhiều thế à? Vậy anh xem trước đi, tôi đi rót nước cho hai người. Anh đi nghe mày đã. Anh đi nghe mày đã. Vợ, bệnh viện có việc gấp, anh về trước đây. Vậy anh đi đi, chuyện còn lại cứ giao cho được. Em đi về cẩn thận nhé. Bác sĩ Thẩm, tôi xin lỗi, là sơ suất của tôi. Vợ anh không hề mang thai. Đừng vội, tôi qua đó ngay. Thẩm phu nhân, tôi có chút việc gấp. Cô đi làm việc đi, người tiếp theo là tôi rồi. Thẩm phu nhân, cô tự lo liệu nhé. Ai là Tần Tâm? Tôi. Lời hứa của đàn ông chỉ được tính khi họ yêu bạn. Tâm Tâm, tất cả các chuyện tốt đẹp đều đáng chờ đợi, nhưng chuyện yêu em cả đời này vẫn khiến anh không thể đợi được. Lấy anh nhé. Hôn nhân thất bại như một căn phòng nát, miễn cưỡng sửa chữa, chẳng thà là xây lại từ đầu. Anh bị cô ta lừa thật à? Cô ta. Em im đi. Còn không phải tại anh à? Mềm lòng quá nên cô ta mới vênh váo như thế. Nhưng mà em có một cách có thể khiến cô ta trắng tay, thân bại danh liệt. Cảm giác tốt nhất khi ly hôn chính là đánh trả xong, ung dung rời đi. Trưởng khoa Lý. Trưởng khoa Lý không phải là người phụ nữ ở bên ngoài của anh ta chứ? Lấy được đồ rồi, chúng ta gặp nhau ở nhà nhé. Được, để tôi về. Công ty còn có chút việc, công việc quan trọng. Anh đi đi. Ừm. Vậy em cứ ăn đi. Anh về sớm nhé. Em có chuyện muốn nói. Được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, 40 phút sau, chồng tôi sẽ đến nhà người phụ nữ đó. Không đúng, bọn họ đang về nhà tôi. Người phụ nữ này dám đến nhà tôi ư? Tần Tâm, cô cứ đợi bị thân bại danh liệt đi. Đúng là trộm quen tay luôn rồi.
đến cả sách mới của mình cũng dám động vào. Nếu chồng cô ngoại tình, cô có giống người vợ trong sách giết anh ấy không? Ai dô, có lẽ là cô bồ nào đó của anh ở bên ngoài để lại đấy. Không thể nào tha cho người đàn ông đã phá hỏng hôn nhân của tôi lại còn hủy hoại sự nghiệp của tôi. Cô Tần, có cơ hội gặp lại nhé. Đợi đó đi. Anh tạo bẫy hại tôi ở chính chỗ anh đã cầu hôn tôi. Vậy thì tôi sẽ tương kế tự kế. Sao lại đưa em đến đây? Hôm nay anh muốn chúc mừng. Sách mới của em đã viết xong. Nào, cuối cùng em cũng có thời gian dành cho ông chồng bị em ghẻ lạnh này rồi. Ai ra, không phải em mang thai rồi sao? Sao uống rượu được? Vợ anh thuê người khám thai hộ cô ấy. Cô ấy không hề mang thai. Cô lấy cái thai giả để lừa hết tiền của tôi. Cô cứ đợi đó đi, không sao hết. Cạn ly. Cạn ly. Xin lỗi nhé, anh bị chơi rồi. Hình như anh đang cố ý chuốc xe em. Anh muốn giở trò gì đây? Anh giở trò gì được chứ? Nào, còn một ít nữa, uống nốt đi. Tần Tâm, cô cứ đợi bị thân bại danh liệt đi. Người đẹp, để tôi phục vụ cô nhé. Tần Tâm, chứng cứ cô phản bội hôn nhân đã có rồi đây. Em không có gì muốn nói với anh sao? Nào, xem đây là cái gì. Nào, xem đây là cái gì. Mỗi cái này à? Tôi đi với tên khác đấy, hài lòng chưa? Tần Tâm, tôi mới đi thanh toán mà cô đã theo tên khác. Cô phản bội tôi à? Người phản bội hôn nhân không phải anh sao? Cô có chứng cứ không? Người đẹp, để tôi phục vụ cô nhé. Nếu không muốn bị kiện cưỡng hiếp, tốt nhất anh hãy lấy thứ có thể khiến tôi hài lòng ra. Tôi có thể chứng minh là chồng cô muốn hại cô. Anh dám hại tôi thì đừng trách tôi dùng cách tàn nhẫn nhất để trừng phạt anh. Tình cảm của chúng tôi có vấn đề, đó là vì cô ta đã phản bội hôn nhân. Thời cơ tốt nhất để trả thù chính là lúc đối thủ tưởng rằng anh ta đã có được tất cả. Cô Trịnh, xin hỏi về sách mới của tôi. Cô Tần, lượng đặt trước sách của Trịnh San đã vượt qua tác phẩm lần trước của cô. Cô sách mới của tôi vượt qua sách trước của tôi không phải chuyện bình thường sao? Ý của cô là cô ấy đạo nhái cô sao? Sách mới của tôi hoàn toàn là do tôi viết. Cô Tần là tiền bối mà tôi rất tôn trọng, nhưng tôi không biết sao lần này cô ấy lại hãm hại tôi. Cô gái mới rời đi ban nãy cũng là tác giả mà bên cô hợp tác sao? Cô ta ấy là một người mới không có tiếng tăm, nói là có một tác phẩm hay muốn chúng tôi xuất bản. Ai ra, người trẻ bây giờ ngông cuồng lắm. Đúng là hay thật, giống hệt sách mới của tôi. Không sao, phát hành bình thường. Trịnh San không đạo nhái. Trịnh San không đạo nhái. Tôi là chồng của Tần Tâm, tôi có thể làm chứng. Toàn bộ tác phẩm của Tần Tâm đều là thuê người viết hộ. Lần này cũng là cô ta đạo nhái Trịnh San. Xin hỏi, sao anh lại đứng ra chỉ tội vợ mình? Tình cảm hai người đã rạn nứt sao? Đúng là tình cảm của chúng tôi đã rạn nứt, nhưng là vì cô ta đã phản bội hôn nhân. Anh nghiêm túc đó à? Không thì sao? Ngày mai đưa cô ta đến khách sạn, chỗ này đều là của cậu. Nếu không muốn bị kiện tội cưỡng bức, tốt nhất anh hãy lấy thứ có thể khiến tôi hài lòng ra. Tôi có thể chứng minh chồng cô muốn hại cô. Rốt cuộc là ai đã phản bội hôn nhân thế? Thế nên cô cướp chồng còn cướp sách của người ta. Xin hỏi việc này có ảnh hưởng đến sự nghiệp không? Mong hai người trả lời. Xin chào, hai người bị hiềm nghi trộm tác phẩm của người khác, xin hãy phối hợp điều tra. Đợi đã. Đợi đã. Tần Tâm, cô. Đáng ra tôi nên làm thế lâu rồi. Mời đi theo chúng tôi. Tần Tâm, cô thắng rồi.
chỉ cần cô rút đơn kiện, tôi sẽ tay trắng ra đi, đơn ly hôn tự nguyện từ bỏ toàn bộ gia sản. Không phải anh đã ký rồi sao? Tần Tâm, ngồi xuống. Hai người không chỉ đạo nhái, xâm phạm mỗi tôi mà còn là quyền lực công cộng của nhà nước. Tôi rút kiện, vô dụng thôi. Trước kia anh hỏi tôi có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Giờ tôi có thể trả lời anh rồi. Tôi rất hài lòng với bản thân mình. Cô Tần, cô thấy hôn nhân đã mang đến gì cho cô? Hôn nhân ư? Hôn nhân chưa bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho bất cứ ai, cũng không phải nấm mồ. Quan trọng nhất là luôn phải giữ sự tỉnh táo trong quá trình này. Yêu thương bản thân,